Son BA Never Die Tint là một trong những dòng son nổi trội của nhà BA vì độ bền màu cực đỉnh của em nó. Và mới đây thôi, hãng đã cho ra mắt version 2, có bao bì theo tông tím pastel rất xinh và có tổng cộng 4 màu son. Bây giờ mình sẽ swatch từng màu cho các bạn xem nha. Màu đầu tiên là màu 06, một tông hồng Barbie rất nữ tính. Sắc son này sẽ lên đẹp trên các tông da trắng, còn da ngâm thì chúng ta cần cân nhắc nha. Son cũng sẽ làm xỉn men răng một chút nên cần lưu ý khi sử dụng. Tiếp đến là màu 07, một màu hồng sakura nhẹ nhàng, đáng yêu. Màu son khá sáng nên sẽ không hợp với các bạn da ngâm đâu. Màu này khi dùng vẫn sẽ cần make up đi kèm để cho da không bị bợt. Tiếp đến là màu 08, màu cam đào nhẹ nhàng, không quá kén da. Vì đa phần là các màu theo tông sáng nên mình cảm thấy là chất son của version 2 này không được mượt như version 1. Và để khắc phục điều đó thì mình khuyến khích các bạn dùng cọ để tán son được đều hơn. Cuối cùng là màu 09, màu hồng san hô, rất năng động, trẻ trung, phù hợp để sử dụng cho mùa hè này. Vậy là mình đã vừa swatch và review xong cho các bạn về em son BA Never Die Tint version 2 này rồi. Ở version 2 này thì mình thấy thiết kế rất là đáng yêu, theo tông tím pastel siêu nịnh mắt luôn. Tuy nhiên các màu đều khá là sáng và thường là chỉ phù hợp với các bạn có da từ trung bình đến sáng trở lên thôi. Và có lẽ cũng do màu son khá sáng nên chất son cũng không được mượt như ở version 1 nữa. Nhưng bù lại là em nó có một điểm cộng khá lớn, đó là lớp tint để lại rất là đều màu và cũng không bị bám quá lâu hoặc là quá đậm nữa. Video này là hết rồi, các bạn nhớ like, share và subscribe channel của Sky007 để đón xem những video mới nhất của tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!